Những cái tính năng này sẽ giúp cho cả nhà có thể cắt gọt bớt những cái đoạn mình cảm thấy nó thừa, nó bị cái điểm trùng làm cho khán giả dễ out video của mình đi, hoặc là như mình xem lại mình thấy là cái đoạn đó không phù hợp thì phải cắt bỏ đi. Còn cái đoạn làm mờ này á, thì giúp cho mình có thể làm mờ cái khu vực nào đó, hoặc là mình phải làm mờ cái khuôn mặt của mình. À, còn âm thanh thì giúp cho cả nhà có thể chèn thêm cái nhạc nền vào, hoặc là loại bỏ những cái âm thanh bị dính bản quyền đó, mình đưa cái âm thanh của thư viện YouTube vào. À, còn cái điểm chèn quảng cáo này thì giúp cho mình có thể đặt nhiều quảng cáo trong video hơn để tăng cái doanh thu hơn. Ở nước ngoài thì người ta sẽ sử dụng tính năng này nhiều, bởi vì nó sẽ giúp cho người ta gọi là bảo mật cái quyền riêng tư của người khác đó, là mình không có cho người khác, mình chưa xin phép được người khác thì người khác không có được xuất hiện lên trên cái video của mình, hoặc là người ta sẽ có thể yêu cầu mình xóa bỏ hoặc là kiện cáo mình để mình sử dụng cái hình ảnh của người ta. À, còn ở Việt Nam mình thì cái việc này nó sẽ đơn giản hơn, nhưng ở nước ngoài thì nó hơi khó, nên là người ta ứng dụng cái tính năng này nhiều. One Business, thay đổi để tiến lên. Hãy ủng hộ kênh mình cách bấm like và subscribe. Chào các bạn đã trở lại với kênh One Business. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn sử dụng những cái tính năng ở trong cái phần trình chỉnh sửa video này. Những cái tính năng này thì nó có cập nhật mới trong năm 2023. Ngày xưa thì nó sẽ cơ bản thôi, còn bây giờ thì nó có thêm cái tính năng là làm mờ nữa nè. Đó, và cắt thì mình sẽ chèn được nhiều đoạn ở đây, và mình có thêm được cái phần mà chèn điểm quảng cáo. Thì cái phần màn hình kết thúc và thẻ thông tin thì lúc mình đăng video lên là nó đã có sẵn rồi. À, còn cái một âm thanh này thì xưa giờ mình cũng có, là nó giúp cho chúng ta thay đổi cái đoạn video nào mà bị dính bản quyền đó, thì mình sẽ thay đổi cái đoạn đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà là sử dụng hết những cái tính năng này ha. Thì đầu tiên đó là tính năng là cắt. Đây thì mình sẽ có những cái đoạn mới, có nghĩa là mình sẽ có thể tạo ra nhiều cái đoạn mới để mình cắt. Ví dụ như cái này mình muốn cắt bỏ đi cái đoạn intro đầu tiên luôn đi. Đó, thì bây giờ mình sẽ kéo nó tới cái đoạn mà mình cần muốn cắt ha. Hoặc là cả nhà có thể là xem cái video trên đây nè, và mình muốn cắt tới cái đoạn nào thì mình ghi cái thời gian thời lượng ở đây nè là nó chuẩn hơn nhất. Đó. Rồi. Hoặc là cả nhà có thể bung bự cái này lên nè, để mà mình có thể dễ dàng nhìn hơn, dễ kéo hơn cho nó chuẩn hơn cái đoạn nào mà mình muốn loại bỏ. Hả? Đây, mình muốn loại bỏ cái đoạn đầu mình đứng ở đó. Ha, rồi, như vậy thôi. Mình zoom nhỏ lại cho dễ thao tác. Rồi ở đây mình bấm vào dấu tích nè là nó sẽ cắt. Rồi cả nhà nếu muốn cắt tiếp một đoạn nữa đó, nhà bấm vào cái chữ xem trước này nè để cho nó nhảy cái đoạn mới này lên. Rồi mình bấm vào thêm đoạn mới nữa. Ha, ở đây thì cả nhà cứ kéo thôi, kéo tới cái đoạn nào mà mình muốn cắt bỏ đó. À, thì trong cái đoạn video nhiều khi đôi lúc á mình xem mà mình thấy cái đoạn này nó không có phù hợp hay nó bị thừa, video mình quay nhiều đoạn thừa quá thôi mình cắt bỏ đi đó, hoặc là đoạn đó mình suy nghĩ lại mình nhìn mình không muốn cho nó xuất hiện nữa thì mình cắt bỏ đó, thì mình bấm vào cái phần này. Còn nếu mà mình làm và mình muốn hủy nó đi thì cả nhà có thể bấm vào đây và bấm vào dấu xóa nó đi nè ở trên đây ha, hoặc là mình chỉnh sửa lại. À, còn cái này mình không muốn làm nữa thì mình bấm vào dấu này là mình xóa bỏ. Rồi sau đó thì mình bấm vào nút lưu, thì cái quá trình này nó sẽ diễn ra thì mình cứ thoát ra và mình làm việc khác thôi, không ảnh hưởng. Và sau này nếu mình muốn phục hồi lại vẫn có thể phục hồi lại được bình thường. Rồi, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình đã cắt rồi thì mình sẽ không làm mờ được, là mình chỉ sử dụng được một trong hai tính năng này thôi. Và bây giờ mình sẽ lựa video khác nha để mình làm cho cả nhà. Thì cái quá trình này nó lưu xong thì nó sẽ hiển thị ra như lúc ban đầu, nhưng mà mình sẽ không làm mờ được. Cái này mình đã làm nhiều lần rồi nên là cả nhà có thì cũng có thể thử. Kế tiếp là tính năng mà làm mờ. Thì đây, ở đây nó sẽ có hai cái option, đó là mình làm mờ khuôn mặt và mình làm mờ cái vùng tùy chỉnh. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vùng mờ tùy chỉnh trước ha. Cái này thì tính năng này trước đây đã có rồi, và sau này thì nó có thêm cái theo dõi đối tượng làm mờ khuôn mặt nè. Rồi ở đây thì ví dụ như mình muốn làm mờ cái khu vực sáng này của mình đi, là một cái hình này của mình đó, rất đơn giản, mình có thể kéo kéo những cái vị trí nào mình cần làm mờ đi đó. Rồi mình chọn cái khoảng thời gian mà mình cần làm mờ đó. Ở đây nè, mình có thể làm mờ lên tới 9 phút đi, đó, nó sẽ chạy hết cái khoảng thời gian này. Còn không thì mình có thể tự kéo bằng cái thanh công cụ trượt này của mình nè. Đó. Rồi, tiếp theo, đó là mình muốn nó là hình vuông cũng được, mà hình tròn cũng được, tùy theo mình lựa chọn nó phù hợp với cái bối cảnh nào. Nếu là mờ khuôn mặt thì mình cho nó màu tròn thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi, tiếp theo là mình bấm chọn vào làm mờ khuôn mặt nè. Đó. Rồi, ở đây nó sẽ ngồi nó quét ra cái khuôn mặt của mình, thì cái này mình sẽ chờ đợi hơi lâu một xíu. Sau đó nó diễn ra khoảng từ 3 đến 5 phút tùy theo cái video của các bạn là có nhiều khuôn mặt hay không và thời lượng video của các bạn. Ở đây nó đã quét ra những cái khuôn mặt ở trong video của mình rồi nè. Đó, bây giờ mình muốn làm mờ cái khuôn mặt, cái này là hình mà mình xuất hiện khi gọi là intro của mình đó. Còn cái này là cái khuôn mặt ở ngay tại đây. Rồi mình chọn cái này ha, hoặc là mình chọn tất cả khuôn mặt mình muốn làm mờ. Rồi cả nhà nhìn thấy đây, nó sẽ làm mờ cái khuôn mặt của mình. Khi mình lắc lư cái đầu của mình đi đâu đó thì cái hình tròn này nè, nó sẽ lắc lư theo. À, thì cái này nó đang hiển thị ra cái đoạn thời gian nó đang quét trong kênh của mình nè. Mình lại phải tiếp tục chờ. Sẽ test cho cả nhà xem ha. Mình bấm vào. Đây, cả nhà thấy khuôn mặt mình di chuyển ở đâu? Là nó sẽ di chuyển cái hình tròn này nè. Nó sẽ di chuyển theo tên drop. À, cái tính năng này nó cũng khá là hay.
nó giúp cho mình có thể muốn che mặt một ai đó lại mà mình không cần phải sử dụng cái phần mềm ứng dụng ở trên cái phần dựng video đó. Nó hơi cực, mình phải đi tìm từng video như vậy. Thì cái tính năng mới của YouTube này nó sẽ giúp cho mình phát hiện ra và nó quét rất là nhiều cái khuôn mặt ở trong cái video mình. Nếu trong một khung hình này nó có nhiều khuôn mặt thì nó sẽ che nhiều khuôn mặt cùng một lúc luôn, và mình chỉ muốn giữ khuôn mặt của mình lại thôi. Ở nước ngoài á, thì người ta sẽ sử dụng tính năng này nhiều bởi vì nó sẽ giúp cho người ta gọi là bảo mật cái quyền riêng tư của người khác đó, là mình không có cho người khác, mình chưa xin phép được người khác thì người khác không có được xuất hiện ở trên cái video của mình, còn không là người ta sẽ có thể yêu cầu mình xóa bỏ hoặc là kiện cáo mình để mình sử dụng cái hình ảnh của người ta. Còn ở Việt Nam mình thì cái việc này nó sẽ đơn giản hơn, nhưng ở nước ngoài thì nó hơi khó nên là người ta ứng dụng cái tính năng này nhiều. Còn cái này thì mình sẽ cố định một chỗ, còn nếu mình muốn nó di chuyển thì mình chọn qua theo đối tượng nè, nó cũng sẽ di chuyển được theo luôn theo cái hình vuông như thế này. Thì mình test cho cả nhà xem nha. Máy mình nó hơi chậm xíu và chưa có tiền để mà nâng cấp lên máy mới nữa, gắng làm YouTube có tiền để mua máy mới để làm cho cả nhà nó mượt mà hơn. Rồi ở đây cả nhà sẽ thấy là cái hình tròn này, hình này nè, nó sẽ bắt đầu di chuyển nè. Cái đầu mình di chuyển đâu là cái này nó cũng di chuyển theo nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ luôn nó lại thôi, vậy là xong. Và cả nhà muốn làm thêm nữa thì mình cứ làm mờ thêm nè, mình add thêm. Cái trường hợp tiếp theo đó là chúng ta bị một cái lỗi, đó là mình bị dính nhạc ở nơi này. Để mình mở lên cho cả nhà xem ha, để mình xử lý cái trường hợp này trong cái phần tính năng mà chỉnh sửa video đó. Rồi ở đây họ báo đó là mình đã bị dính cái bài nhạc này từ cái phút này đến cái phút này. Mình mở lên mình nghe thử đó. Rồi thì để mà giải quyết cái bài toán này thì chúng ta sẽ vào cái phần chỉnh sửa của video này là cái bút này đây. Rồi mình tiếp tục mình vào phần chỉnh sửa như lúc ban đầu. Rồi ở đây cả nhà thấy cái phần là âm thanh. Rồi bây giờ mình có cái phần là thư viện âm thanh. Còn mình những cái âm thanh như thế này. Ở đây mình có thể nghe thử những cái bài này bằng cái bấm vào nút ở chỗ đây. Rồi thí dụ như giờ mình muốn thay thế thì mình giờ mình bấm vào chữ thêm. Nó sẽ thêm cái bài nhạc ở trên đây nè. Cả nhà nhìn thấy không? Ở đây mình muốn kéo ở đến cái đoạn nào mà mình mong muốn thì mình cầm cái đầu ở ngay chỗ này nè, đó, để mà mình di chuyển nó tới cái điểm mà mình mong muốn thay thế. Rồi ở đây thì nó cũng sẽ có cái là mức kết hợp, mình khi mình đưa lên mức cao nhất này nè là nó sẽ tắt luôn cái video ở dưới phần video của mình, còn khi mà mình kéo xuống như thế này á là ở video dưới phải có tiếng và ở trên đây có tiếng thì nó sẽ vẫn còn dính nhạc, nó nghe hơi lộn xộn. Cái trường hợp này á là giống như là chúng ta phối nhạc nền cho cái video mà không có bị dính bản quyền thôi. Còn cái đoạn video nào dính bản quyền á thì bắt buộc là mình phải thay thế bằng video này luôn, rồi như video dưới là mất hết tiếng, nếu mà có tiếng nói của mình trong đó thì coi như cũng phải bị mất luôn đó. Rồi cả nhà nếu mà muốn á thì mình có thể xóa ở đây, hoặc là mình xem cái thông tin giấy phép của cái phần nhạc này, và cái này là nó nằm trong thư viện YouTube cho nên là sẽ không có dính bản quyền, thì mình cứ xài thoải mái thôi. Rồi sau khi mà mình thay thế xong rồi đó thì mình sẽ bấm vào cái nút lưu đây nè, để mình lưu nó lại. Rồi thì những cái quá trình này nó vẫn sẽ để còn nằm đó, và sau này thì mình cần á thì mình có thể phục hồi nó lại được. Cả nhà thấy là sau khi mình cắt xong á thì ở đây nó sẽ chuyển thành là ngoại lệ là nó là trẻ em thôi, còn bật kiếm tiền nó đã bật lên được rồi nè, nó không còn cảnh báo nữa. Và bây giờ mình sẽ vào đây cho cả nhà xem lại ha, và mình sẽ xóa đi cái đoạn âm thanh mình kèm vào thì nó sẽ trở lại cái âm thanh nguyên mẫu, nhưng mà mình sẽ bị cái lỗi là sử dụng nhạc, vi phạm nhạc, cho nên là mình sẽ không có tiền, tiền sẽ thuộc về cái người sở hữu bài nhạc đó. Đây cái phần âm thanh mình chỉnh sửa đây nè, bây giờ mình sẽ chọn lại cái âm thanh lúc nãy ha, để mình xóa nó. Sẽ hiển thị lên cái âm thanh lúc mà mình chọn nè, đó mình sẽ xóa nó đi ha, đây ở đây nè, đó. Hoặc là mình sẽ bấm vào chỗ này nè, mình xóa nó đi, nó sẽ trở lại cái phần ban đầu của mình, nó không ảnh hưởng tới cái việc mà mình đã chỉnh sửa nữa. Thì đây là cái cách mà mình phục hồi lại. Thì khi mình che khuôn mặt cũng giống như vậy, và khi mình crop mình cắt á thì cũng giống như vậy, mình cứ vào đúng cái chỗ á mà mình chỉnh sửa đó là mình sẽ xóa nó cái phần chỉnh sửa đi thì nó sẽ trở lại nguyên mẫu thôi. Thì cái này mình cứ lưu lại nên cả nhà không sợ là mình chỉnh rồi sau này mình không phục hồi lại được nha. Cái tính năng nữa đó là mình chèn điện quảng cáo, thì cái phần này nó nằm ở trong cái mục kiếm tiền á, còn ở đây nó cũng đưa sẵn vào đây cho mình luôn cho nó tiện, thì mình bấm vào phần chỉnh sửa nè. Ở đây của mình đó là quảng cáo nó sẽ bắt đầu vào thời điểm này. Đó, này là cái này là YouTube họ sẽ tự động chèn vào cho mình những cái điểm kiếm tiền đây nè, nó nằm ở một đây nó rải ra. Còn nếu nếu mà mình muốn chèn theo cái của mình á thì lúc này thì mình tự thêm vào, ví dụ như ở đây là phút 02 đi, mình thêm vào một lần nữa để mình có nhiều cái quảng cáo hơn, thì nhiều quảng cáo thì sẽ có nhiều tiền hơn.
nhưng mà nó đều cũng có hai cái mặt của nó. Mình quảng cáo nhiều quá khán giả xem khán giả cũng ngán. Cái thứ hai là mình chèn mà mình không biết chèn ngay cái điểm mà chuyển, có nghĩa là chuyển ngữ cảnh, chuyển âm thanh gì đó, thì sẽ làm cho khán giả xem bị mất cái cảm xúc khi đang xem, cao trào về cái đoạn đó mà tự nhiên mình nhảy quảng cáo ra, đó là khán giả sẽ phải bỏ quảng cáo liền để mà chuyển về coi tiếp cái đoạn đó, thì quảng cáo cũng không hiệu quả. Mà nên để quảng cáo ở những cái đoạn mà nó chuyển cảnh á, giống như là kết thúc video hay là chuyển qua cái phần 2 gì đó, thì nhảy quảng cáo thì khán giả sẽ đỡ phải bỏ qua hơn. Đó là cái cách, còn không thì cả nhà sẽ bấm vào đặt tự động nè. Đó là cái mình chèn quảng cáo, mình bấm vào lưu thôi. Đó, rất là đơn giản. Rồi thì đó là những cái tính năng mà trong cái phần trình chỉnh sửa này, cái mục màn hình kết thúc này thì cả nhà đã biết rồi. Trong quá trình mình đăng video lên thì mình chèn nó cái mục này. Còn cái chèn thẻ thông tin thì nó là những cái mà mình đặt thẻ thôi, mình sẽ được đặt được tối đa là 5 cái thẻ trong cái video của mình. Đó. Rồi đây đây là những cái tính năng nằm ở trong cái phần trình chỉnh sửa. One Business thay đổi để tiến lên. Hãy ủng hộ kênh mình cách bấm like và subscribe.